Có chị cỏ bỏ không dọn dẹp cái cỏ mà cái kiện kiển thì cái đó tốt luôn. Sao ngộ rồi nha, ngộ rồi nha, cái dừa mọc ra nở chuối ơi, cái này ngộ rồi nha. Ôi cái này mà được một chén mắm vừa khế mà kẹp chung một cái là bá cháy bồ chét luôn nha, ngon nha. Bây giờ phải thực hiện một thử thách, đó là ăn mắm chuối chát với khế với xài, cái đó chắc bá cháy luôn. Chào mọi người, lại là em Kim Hằng Vlog đây. Hôm nay em sẽ thực hiện một thử thách ăn uống, đó là ăn chuối chát, ăn khế và ăn xài sống chấm đặc sản của em, đó là mắm. Bây giờ đã đến gốc khế rồi, bây giờ mình sẽ lấy cây mình chọt mấy trái khế nha các bạn. Khế chín ngon quá. Ây da. Ôi chèo lên cái khế rung luôn. Chơi luôn. Cái gì mà rung khế rung đùng đùng u cái đầu ai gán chịu. Quá trời chín rồi. Ngon quá đây. Rồi xong, bây giờ chắc đủ ăn rồi. Đục xuống hơn kiến vàng quá trời rồi. Quá trời kiến vàng rồi các bạn ơi. Nó rượt rồi kiến vàng quá trời rồi. Rồi giờ mình sẽ đi lượm khế nha. Chín quá trời ngon. Khế này biết có dòi không nữa, tháng 10 đây nè. Mình không có dám hái nhiều ăn không hết. Ủng đó. Bây giờ mình sẽ vào rửa và thực hiện công đoạn ăn nha các bạn. Bây giờ là tới công đoạn ăn nha các bạn. Mình ăn khế thì mình phải ngồi dưới gốc khế, chứ mình ngồi trong nhà đâu có hấp dẫn. Ở trong nhà nó buồn tẻ lắm. Ra đây nè, không khí thoáng mát, cảnh vật nên thơ. Tự nhiên muốn làm thơ nữa đó nha. Tự nhiên muốn làm thơ nữa đó. Mà chắc thơ của mình chắc không ai dám nghe đâu. Nhìn trái chuối này làm thơ, câu thơ liền. Nhìn trái chuối làm thơ liền. Tiếc gì một nải chuối xanh, năm bảy người dành cho mũ dính tay. Thôi ăn cái nha các bạn. Đây nè, ăn với mắm, mắm cá linh đồng. Đây. Mời các bạn nha. Ăn thử cái coi. Chuối thì nó chát. Mắm thì nó mặn. Có vị ớt cay, có tỏi nữa. Nó hòa quyện với nhau lắm. Ngon. Mình ăn trong này chỉ có người ngoài chảy nước miếng rồi đó các bạn. Caramel của mình nó đang nước miếng ực ở ngoài đó. Cái này chưa hấp dẫn không? Ăn tới cái này nè. Khế chín. Mời các bạn nha. Quá đã luôn. Chua. Phải nói là nó chua một cái tới nái luôn á. Quá ngon. Giờ để cái này nữa. Cho caramel miếng nào. Ăn cho biết. Chấm em. Đừng mắc cỡ. Nói chuyện. Đừng mắc cỡ em. Ngon ha. Chấm ha. Ba cháy. Ba cháy luôn.
mắm này ha, mà được chưng với hột vịt với thịt heo ha, là còn gì nói nữa, thiệt luôn á. Ở nhà bên chồng chế đâu cho ăn cái này đâu, thận nói chế ăn gì mà ăn mắm sống không mà nấu chín, mà mình á thì thích nhất là được ăn mắm sống nó ngon, nào dính miếng ớt cắn nó cay cay. Chấm được. Giờ ăn tàn ổi. Đây, ổi này sáng đi chợ mua các bạn, ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng nó không có hột, ít hột. Ngon. Biết lâu mới ăn mắm sống á. Chị biết con mắm làm sao không chị? Thì con cá đánh dãy, rồi cái ta đem ướp với muối, rồi xong đâu cỡ nửa tháng vậy cái ta đem thính, thính bằng gạo hả vậy, bắt đầu mới ủ lại cả tháng nữa mới ăn hả vậy. Nghe nói là vậy mà không biết làm sao rồi đó, tới giờ chưa từng làm chưa biết, nghe nói không chưa từng làm. Cay quá các bạn ơi. Chế chế gì? Giờ chơi thử thách không? Thử thách gì? Bây giờ em bóc cái nào mà chế hát hay là chế làm thơ được thì chế thắng. Em sẽ ăn một món mà cho do chế lựa. Ừ vậy đi, chơi vậy đi. Ừ được á, được á. Được á. Ok. Bóc để rồi. Coi. Cái này đi. Thế à? Sao ta? Okay. Quê hương là chùm khế ngọt cho ta chèo hái mỗi ngày, quê hương là câu tre nhỏ. Ý, hát sai rồi bà. Thôi qua này. Thôi nhưng thế thì cũng vẫn hát được cái khế đúng không? Ok, à, cho okay, qua luôn. Cho qua rồi. Tiếp ha. Ổng là lạ. Làm gì chứ căng thẳng quá vậy. Sợ quá, sợ quá. Đây, cái này. Vàng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, ngày đó yêu nhau vương chúc tình ơi. Sao mà qua chỗ đi, giỏi quá. Trời, mẹ. Giữ luôn nha các bạn, mình là giữ luôn á. Chế lấy cho em món gì đi. Lấy rồi. Ăn khổ qua đi cưng. Khổ qua đeo thêm đắng tình ta. Thế nào? Ăn cái nó không có đắng luôn á chứ. Ngon quá à. Ăn hết miếng này thử khổ qua thử. Thường thường á, ở dưới mình á, mấy người dân tộc á, người ta hay ăn khổ qua mà người ta nấu canh mắm á, ngon lắm á các bạn. Nó vậy giống như là khổ qua nó đắng đắng mà nấu chung với mắm nó hòa quyện, có mùi thơm lắm. Các bạn hãy thử làm một mâm chuối khế rồi xài rồi khổ qua này kia giống mình đi, ăn đi các bạn, ăn bao ngon luôn. Nhưng mà bao ngon với điều kiện là phải có thêm một chén mắm nữa nha mới là bao ngon nha các bạn. Nếu các bạn yêu mến mình thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để cho mình có thêm nhiều động lực để ra nhiều video khác hay hơn nữa. Tạm biệt các bạn.